Với một mẫu gầm cao 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc, thương hiệu hạng sang, tầm giá vừa phải, hợp lý túi tiền cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Với chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này là một chiếc Lexus LX300 sản xuất năm 2018. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da trang bị cho anh chị và các bạn với hệ thống ghế da cao cấp, đầy đủ tiện nghi, option. Đang có mặt tại cửa hàng Việt Tuấn Auto số 562 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không đập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn. Đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe này. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết mặt lưới tản nhiệt, hình chữ X đặc trưng của dòng xe Lexus. Với những hệ thống bóng đèn 3bi kết hợp với giải đèn LED định vị hình móc câu. Những đường nét tổng quan sơ qua về nội và ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn có thể khám phá. Đơn vị bán xe ra có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe. Xe có trang bị hệ thống mâm hợp kim với kích thước 18 inch cùng với một dàn ốp của chiếc xe còn rất mới. Những chi tiết đường gân góc cạnh ở dọc thân xe mang đến cái sự nổi bật và nhìn chiếc xe trông nó thể thao hơn. Gương kính thì đã được dán kính màu. Thảm trải sàn được trang bị đầy đủ. Những đường nét dọc thân xe, anh chị và các bạn hãy cùng quan sát từ phía đuôi xe. Đấy, dáng xe rất là đẹp anh chị nhé, thời trang, nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt trong phố, khối động cơ vừa phải, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe với hệ thống ống xả thể thao hai bên cân xứng, rồi là những cái chi tiết hệ thống cảm biến cam nùi, đèn cảnh báo trên cao giúp cho người lái có thể là lùi xe một cách an toàn và đảm bảo an toàn cho người phía sau. Đây là những cái chi tiết về hệ thống keo chỉ đinh tán đến những cái phần keo chỉ này, ốc ác này, rồi hệ thống tem mác của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Khi anh chị và các bạn xem cần quay chi tiết cận cảnh những cái phần nào trên đây thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ chụp và video call hoặc là em sẽ gửi qua Zalo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo nhé. Với hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị gập điện. Với phần gập điện của chiếc xe này thì nó có trang bị gập theo hai cách, đó là gập phần cốp hoặc là cái phần khoang lái. Những đồ nghề kích lốp, tất cả các chi tiết vẫn còn đầy đủ cho anh chị nhé. Những chi tiết này còn chưa bóc hết ni lông anh chị này. Hệ thống cốp điện. Hiện trạng bên ngoài của chiếc xe đây. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Lexus LX300 thì nó cũng rơi vào trong đô thị khoảng hơn 10 lít. Đấy, một cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là hợp lý cho anh chị và các bạn trải nghiệm. Khối động cơ vừa phải, cảm giác lái tốt, êm ái. Đây là những cái phần như là hệ thống như là táp ly cánh cửa, rồi những chi tiết ốp gỗ cao cấp. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề, những đường nét tổng quát sơ qua để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Những cái phần như hệ thống bậc lên xuống này, hệ thống ghế ngồi chỉnh điện. Đây là những cái chi tiết tổng quát về ghế ngồi bên khoang hành khách hàng ghế thứ hai. Đấy. Rồi là những cái chi tiết như này, hệ thống cửa sổ trời, cửa gió điều hòa, và xe cũng trang bị cho anh chị và các bạn chế độ là sấy ghế. Các đường nét tổng quát sơ qua chi tiết anh chị và các bạn có thể tham quan. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ nhìn vào những phần cánh cửa như là hệ thống keo chỉ, rồi những cái phần tem mác ở cánh cửa vẫn còn đầy đủ. Trong đây với những cái phần như là phím chức năng nhớ ghế và lên xuống kính chỉnh gương, gập gương. Tính năng option của chiếc xe này thì liên man rất là nhiều tính năng để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Từ những cái phần như là hệ thống cảnh báo vượt trên gương, khóa cầu V-Sign. Bên trong đây là những cái phần như là hệ thống gập ghế hạng ghế thứ hai, vô lăng chỉnh điện, đèn auto. Đây là những cái phần con ốc bản lề anh chị nhé. Và những cái phần hèm cửa của chiếc xe bậc lên xuống. Đấy, những cái chi tiết này em sẽ tả kỹ cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng xem và cân nhắc. Vin năm sản xuất của chiếc xe đây, với năm sản xuất là 2018, phiên bản nhập Nhật, bột kèo, răng cao su, những đường nét sơ qua tổng quan.
Hệ thống vô lăng của chiếc xe trang bị vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, đàm thoại này, tăng chỉnh âm lượng này, lách chuyển bài này, chế độ chọn bài, các chế độ bên kia. Đấy, chị bà có thể điều chỉnh chọn và lấy chuyển số này, rồi là màn hình cúp đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn, hệ thống màn hình giải trí đề lộ start top này. Đấy, màn hình chế độ làm mát ghế, sấy ghế, set cruise nó nằm sau vô lăng này chị này. Còn trong đây là với các chế độ lái này, phanh tay điện tử, auto hold, map, rồi là hệ thống touchpad điều chỉnh trên màn hình. Rất là nhiều tính năng option để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ hết. Em mời anh chị và các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Và cái khối động cơ của chiếc xe đây, anh chị và các bạn có thể tham quan cùng em. Với các chi tiết về những cái phần ốc bản lề đến những cái phần chi tiết lắp capo dập lổi dập tròn của nhà sản xuất, nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Và trong đây là với những phần con ốc bản lề đến những cái phần chi tiết ốc chân máy, ốc mặt máy. Đấy, máy của Lexus thì nó rất êm, với khối động cơ này nó sử dụng là máy turbo, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành rất là tiết kiệm và cảm giác lái tốt, tem mác đầy đủ. Lexus LX 300 sản xuất năm 2018 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là dưới 1.660.000.000, giá còn thương lượng và hỗ trợ đầy đủ thủ tục mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.